Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỷ phú Anh mất tích khi thám hiểm sát tàu Titanic YouTube hạ tiêu chuẩn bật kiếm tiền Airbus ký hợp đồng bán máy bay lớn nhất lịch sử Kho vũ khí của NATO cạn kiệt Ngân hàng UBS đứng trước nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ cùng những tin tức đáng chú ý khác. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi. Tỷ phú người Anh mất tích khi thám hiểm xác tàu Titanic. Tỷ phú Hamish Harding, nhà thám hiểm và doanh nhân ngành hàng không là một trong số năm hành khách mất tích trên tàu ngầm. Titan khi đang tham quan khu vực xác tàu Titanic vào hôm 18 tháng 6. Action Aviation, công ty buôn bán máy bay do vị tỷ phú này làm chủ tịch cho biết. Ông Harding nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới trong lĩnh vực hàng không và từng có hai lần thám hiểm Nam Cực với một lần đi cùng phi hành gia Buzz Aldrin. Ông cũng từng bay lên vũ trụ vào năm 2022 trên con tàu New Shepard do công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos vận hành. Hoạt động tìm kiếm đã bắt đầu ở khu vực cách bờ biển bán đảo Cape Cod khoảng 1.448 cây số ở độ sâu gần 4.000 mét. Con tàu Titan chở theo năm hành khách, bao gồm cả người điều khiển, đã mất liên lạc với tàu nghiên cứu MV Polar Prince của Canada vào sáng 18 tháng 6. Airbus ký hợp đồng bán máy bay lớn nhất lịch sử. Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus đã được thỏa thuận bán 500 máy bay thương mại do Indigo, hãng hàng không có thị phần lớn nhất Ấn Độ. Hợp đồng được Airbus công bố trong ngày khai mạc triển lãm hàng không Paris vào hôm 19 tháng 6, theo Rooster. Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay tính theo số lượng máy bay, vượt qua thỏa thuận mua tạm thời 470 máy bay của Air India vào hồi đầu năm nay. Theo Economic Times, Airbus sẽ chuyển giao cho Indigo 500 máy bay thân hẹp A320 với tổng giá trị có thể lên đến là 50 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng lô hàng này sẽ được Airbus bán cho Indigo với giá chỉ còn một nửa. Lô máy bay sẽ được Airbus chuyển giao cho Indigo trong khoảng thời gian từ năm 2030 tới 2035. Indigo, hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ đang cạnh tranh thị phần khốc liệt với Air India vào hồi tháng 2 Air India đã ký hợp đồng mua 470 máy bay từ Airbus và Boeing Youtube hạ tiêu chuẩn bật kiếm tiền Youtube vừa đưa ra cập nhật chính sách cho chương trình đối tác của nền tảng này YPP hạ tiêu chuẩn cũng như mở ra nhiều phương thức kiếm tiền mới cho nhà sáng tạo nội dung Tiêu chuẩn mới cho phép người dùng YouTube được bật chức năng kiếm tiền khi đạt 500 người theo dõi giảm một nửa so với trước đó. Nhiều quy định khác cũng được nới lỏng như người dùng chỉ cần tổng thời lượng xem video ở mức 3.000 giờ giảm 1.000 giờ so với trước. Lượt xem video dạng short theo yêu cầu cũng giảm từ 10 triệu lượt xuống còn 3 triệu. Một chỉnh sửa đáng chú ý trong lần cập nhật chính sách này của YouTube là người dùng chỉ cần tối thiểu 3 video tải lên mỗi 90 ngày để tham gia bật kiếm tiền. Các tiêu chuẩn nới lỏng này đã được áp dụng tại Canada, Hoa Kỳ, Anh, Đài Loan và Hàn Quốc. Khi người sáng tạo nội dung đáp ứng nhu cầu trên, họ có thể đăng ký tham gia YPP và được quyền sử dụng các công cụ kiếm tiền như Super Thanks, Super Chat và Super Ticker, cũng như các công cụ đăng ký tư cách thành viên kênh, người dùng cũng sẽ có khả năng quảng cáo hàng hóa riêng trên YouTube Shopping. Ngân hàng UBS đứng trước nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tờ Financial Times vào hôm 19 tháng 6 đưa tin, ngân hàng UBS của thụy sĩ có thể bị phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ do những sai phạm liên quan đến ngân hàng Credit Suisse và quỹ Archegos. Theo Financial Times, cơ quan quản lý rủi ro của Anh có thể đưa ra mức phạt 100 triệu bảng (khoảng 127 triệu đô la Mỹ), còn cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Fed có thể đưa ra mức phạt 300 triệu đô la Mỹ. Trước đó UPS đã thông báo hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la Mỹ. Ukraine thiếu hụt vũ khí. Chính quyền Ukraine đã chi 800 triệu đô la Mỹ mua vũ khí và đã thanh toán trước nhưng vẫn chưa giao đủ. Trong khi đó nhiều vũ khí các nước tặng thì quá cũ hoặc bị hỏng hóc. Ông Volodymyr Harivlov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, phụ trách mua sắm vũ khí, cho biết trong năm nay, chính phủ sẽ rà soát các giao dịch mua bán trước đây và loại bỏ các nhà thầu có vấn đề. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái, các đồng minh phương Tây đã gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tính đến tuần trước, chỉ riêng Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ đô la Mỹ và nhiều hơn nữa nếu tính viện trợ tài chính và nhân đạo. Các nước châu Âu cũng đóng góp hàng chục tỷ đô la Mỹ. Nhiều vũ khí hiện đại chuyển giao từ các nước phương Tây như hệ thống phòng không đã được chứng minh là có hiệu quả cao trước máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Tuy nhiên, phương Tây cũng gửi cho Ukraine những vũ khí trong kho dự trữ và phần lớn phải đại tu để sử dụng việc quá cũ. New York Times dẫn lời các chuyên gia quốc phòng cho biết, trong bất kỳ thời điểm nào cũng có tới 30% kho vũ khí của Kiev đang được bảo dưỡng. Tỷ lệ này khá cao nếu so với tình hình Ukraine đang cần nhiều vũ khí cho cuộc phản công. Uganda bắt 20 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công trường học khiến 42 người bị thiệt mạng. Ngày 19 tháng 6, người phát ngôn của cảnh sát Uganda Fred Enagan thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ 20 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm lực lượng dân chủ đồng minh ADF, nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức IS, vốn đang bị quy trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại trường học gần biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo vào hồi tuần trước, khiến ít nhất 42 người bị thiệt mạng. Trong số những người bị bắt giữ có hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Blueberia ở Ponwi, miền Tây Uganda, đã bị tấn công vào tối 16 tháng 6. Trong số 42 nạn nhân thiệt mạng có 37 học sinh. Cho đến nay, người lớn tuổi nhất trong số các nạn nhân là một cụ bà 95 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là một bé gái 12 tuổi. Hiện vẫn còn 6 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện và 15 người vẫn đang mất tích. thị trường chứng khoán Ấn Độ vượt mặt Anh và Pháp. Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ vào hôm 16 tháng 6 đã đạt được 3.400 tỷ đô la Mỹ theo dữ liệu từ Quexfasset, tăng 13% kể từ hôm 31 tháng 5. Mức tăng này đã giúp Ấn Độ vượt qua Anh và Pháp, vươn lên đứng thứ tư thế giới. Hiện Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và chiếm khoảng 3,3% tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu. Nikkei Asia đưa tin. Chỉ số chứng khoán Sensex của Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục vào hôm 16 tháng 6 và 19 tháng 6. Mặc dù vậy, việc một số nhà đầu tư lấy lợi nhuận để khiến thị trường giảm điểm khi kết thúc phiên giao dịch hôm 19 tháng 6. Tính đến hôm 19 tháng 6, thị trường Sensex đã tăng 7% và chỉ số cổ phiếu thẻ xanh Nifty 50 tăng 8% so với thời điểm cuối tháng 3. Tổng thống Joe Biden nói nguy cơ Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho rằng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là mối đe dọa có thật, sau khi Moscow triển khai loại vũ khí này sang Belarus. Theo Reuters, ông Biden đưa ra bình luận sau khi tổng thống Nga Putin xác nhận những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được đưa đến Belarus. Ông Putin cho hay số vũ khí còn lại sẽ được chuyển xong trước cuối năm nay. Tổng thống Belarus tuần trước cũng xác nhận đã nhận được những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên từ Nga. Mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Nga gợi ý số vũ khí sẽ lưu lại Belarus vô thời hạn trừ khi Hoa Kỳ thu hồi toàn bộ vũ khí hạt nhân và phá hủy các cơ sở liên quan tại châu Âu, đồng thời cùng NATO cam kết không gây ảnh hưởng an ninh và chủ quyền của Nga và Belarus. Quốc hội Anh tiếp tục dán đòn mạnh vào cựu thủ tướng Boris Johnson Quốc hội Anh vào hôm 19 tháng 6 đã dán một đòn khác vào sự nghiệp chính trị của cựu thủ tướng Boris Johnson sau khi thông qua báo cáo kết luận ông đã cố tình che đậy bê bối dự tiệc trong thời gian đất nước phong tỏa vì dịch Covid-19. Ông Johnson đã từ chức 10 ngày trước đó sau khi xem bản thảo về kết quả cuộc điều tra kéo dài một năm của Quốc hội liên quan việc ông và nhiều quan chức dự tiệc tùng ở phố Downing giữa lúc chính phủ siết chặt quy định phòng dịch. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Johnson hiện không được lòng phần lớn công chúng nhưng ông vẫn được sự ủng hộ của một số đảng viên bảo thủ, theo tờ The New York Times. Phát hiện nguy cơ cá mập sống tại các rạn san hô bị tuyệt chủng một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng việc đánh bắt quá mức và tràn lan đang khiến cá mập sống tại các rạng san hô bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, cá mập sống tại các rạng san hô ở Australia đang phát triển tốt hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Hơn 150 nhà nghiên cứu đến từ hơn 120 tổ chức trên khắp thế giới đã đóng góp vào một nghiên cứu quan trọng kéo dài trong 5 năm là một phần của chương trình Global Fin Print. Các kết quả được tập hợp từ 22.000 giờ quay phim từ các camera đặt dưới nước có gắn mồi tại 391 rạng san hô ở 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư Joshua Sinner thuộc trường đại học James Cook cho biết các rạng san hô trên thế giới chỉ có khoảng 1 phần 3 số lượng cá mập đang sinh sống so với số lượng thực tế nếu không có hoạt động đánh bắt cá. Nhóm của ông đã nghiên cứu gần 400 rạng san hô nhiệt đới trên khắp thế giới và phát hiện ra rằng số lượng của năm loài cá mập rạng sang hô chính đã cạn kiệt tới mức 63% và chúng đã biến mất hoàn toàn khỏi gần 15% số lượng rạn san hô. Năm loài cá mập chính sống trên các rạng san hô là cá mập rạng san hô xám, cá mập rạng san hô black tip, cá mập rạng san hô trắng, cá mập nurse và cá mập rạng san hô caribe. Theo tiến sĩ Sinner, bờ biển phía đông của Australia là một trong những điểm sáng trên toàn cầu đối với đàn cá mập rạng san hô. Ở đây, quần thể cá mập rạng san hô chỉ cạn kiệt khoảng 25%, chỉ khoảng 4 khu vực pháp lý khác có mức độ cạn kiệt thấp hơn. Nhiều người bị thương sau khi bão lớn quét qua bang Mississippi, Hoa Kỳ Ngày 19 tháng 6, nhà chức trách Mỹ cho biết đã có một người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương sau khi những cơn bão quét qua bang Mississippi. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp bang Mississippi, các nạn nhân là cư dân hạt Jasper và cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với các quyền địa phương để đánh giá thiệt hại do các cơn bão kèm lốc xoáy gây ra trong ngày 18 và 19 tháng 6. Hiện các đội cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đồng thời đánh giá thiệt hại những khu vực xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ của châu Âu cao hơn 2,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Người dân châu Âu cần chuẩn bị tinh thần cho những đợt nắng nóng ngày càng thiêu đốt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ của châu lục này trong năm 2022 đã cao hơn khoảng 2,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp tức là từ năm 1850 đến năm 1900. Đây là kết luận mới được đưa ra trong báo cáo tình trạng khí hậu ở châu Âu vào năm 2022 do tổ chức khí tượng thế giới WMO của Liên hợp quốc và cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU thực hiện được công bố ngày 19 tháng 6. Báo cáo nhấn mạnh mức tăng nhiệt độ 2,3 độ C của châu Âu đã vượt xa mục tiêu giới hạn mức tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong 4 thập kỷ qua, tốc độ ấm lên của châu Âu đã ở mức gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Ireland, Vương quốc Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều trải qua năm 2022 nắng nóng kỷ lục. Năm 2022, cháy rừng tại châu Âu lây lan trên diện rộng khiến diện tích thiệt hại ở mức cao thứ hai trong lịch sử. Lượng băng tan ở các sông băng của dãy Alpes cũng chạm ngưỡng kỷ lục do lượng tuyết rơi mùa đông quá ít ỏi, trong khi nhiệt độ mặt nước biển trung bình trên khắp khu vực Bắc Đại Tây Dương cũng ở mức cao nhất, một phần do tác động của El Nino. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ biển tăng dẫn đến sự di cư của các sinh vật biển cũng như sự tuyệt chủng của một số loài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Các sự kiện thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ euro cho châu lục này. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một dấu hiệu hy vọng cho tương lai vào năm 2022 đó là nguồn điện từ năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt xa nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo cho biết năng lượng gió và mặt trời tạo ra 22,3% điện năng của EU vào năm 2022, cao hơn so với nhiên liệu hóa thạch ở mức 20%. Giám đốc của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus, Tiến sĩ Carlo Buontempo cho biết đợt nóng kỷ lục mà người châu Âu trải qua vào năm 2022 là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp tử vong liên quan hiện tượng tự nhiên. Năm 2022 châu Âu ghi nhận hơn 16.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng cực đoan. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và Thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!